Hãy ngừng ngay việc chạy theo tiền bạc và danh vọng. Thay vào đó, hãy sử dụng 5 câu nói quyền lực dưới đây. Thủy chia sẻ cho tất cả các anh chị sẽ giúp cho những cái điều đó chạy theo bạn. Trước đây, Thủy đã từng rơi vào hoàn cảnh đó chính là chạy theo những cái vật chất ở bên ngoài, tiền bạc, thành công và giàu có. Nhưng đến một thời điểm càng làm cho cuộc sống của Thủy càng ngày càng bế tắc hơn. Bởi vì nếu như ngày hôm nay bạn cố tình chạy theo một cái điều gì đó ở bên ngoài thì chứng tỏ rằng bạn đang thiếu thốn và chính tần số bạn phát ra sẽ làm cho bạn càng ngày càng thiếu thốn, tuyệt vọng hơn mà thôi. Và khi mà bạn càng chạy theo những cái điều kiện vật chất ở bên ngoài thì bạn càng làm trái với quy luật vận hành của vũ trụ và các quy luật vận hành khác của vũ trụ. Cho nên cuộc sống của bạn càng ngày càng bế tắc và khốn khó. Bạn hãy hiểu một điều là tất cả mọi thứ trong vũ trụ này đều là năng lượng và tất cả mọi thứ nó đều có một tần số rung động riêng của nó. 5 câu nói quyền lực dưới đây, Thủy chia sẻ cho tất cả các anh chị cũng là năng lượng và nó có sức mạnh vô cùng là to lớn. Nếu như anh chị đọc 5 câu nói quyền lực này và khi bạn kết nối được với tần số năng lượng của chúng và bạn cho đi bằng cái cảm xúc thì nó sẽ giúp cho bạn biến cái tần số năng lượng và giúp cho bạn thu hút về những cái điều mà bạn thật sự là mong muốn. Câu số 1. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào vũ trụ. Nếu ngày hôm nay bạn đang ở trong tình trạng thiếu thốn, tuyệt vọng hoặc chạy theo một cái điều gì đó, thì bạn phải liên tục nhắc nhở bản thân của mình câu nói vừa rồi. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào vũ trụ. Bởi vì khi bạn chạy đi tìm kiếm một cái điều gì đó, bạn rơi vào tình trạng thiếu thốn. Và khi bạn rơi vào tình trạng thiếu thốn thì bạn lại phát ra một cái tần số thiếu thốn. Khi bạn phát ra tần số thiếu thốn thông qua luật hấp dẫn thì bạn lại chỉ có thu hút được sự thiếu thốn đến với mình mà thôi. Khi anh chị nói câu tôi hoàn toàn tin tưởng vào vũ trụ thì anh chị sẽ kéo tâm trí của anh chị liên tục hướng tâm trí vào những điều mà anh chị mong muốn. Và vũ trụ sẽ thu hút cho anh chị chính xác cái điều mà anh chị mong muốn. Câu số 2. Tôi là những gì mà tôi mong muốn. Tôi thu hút những gì mà tôi trở thành. Bạn không thu hút những gì mà bạn mong muốn, mà bạn thu hút những gì tương đồng với con người của bạn. Bạn thu hút những gì bạn đang trở thành. Vậy cho nên, hãy cảm nhận và trở thành điều mà bạn mong muốn. Câu số 3. Những gì tôi đã có bên trong tâm trí, đã có ở trong tôi ngay lúc này và ngay bây giờ. Hãy nhớ tất cả mọi thứ đều là năng lượng. Năng lượng không tự sinh ra và cũng không tự mất đi. Nó chuyển hóa từ dạng này qua dạng khác mà thôi. Và suy nghĩ của bạn cũng là một dạng năng lượng. Suy nghĩ của bạn nó không tự nhiên được sinh ra. Khi bạn suy nghĩ một cái điều gì đó, thì nó đã có ở tại đây rồi. Câu số 4. Tôi là thỏi nam châm thu hút tiền và tài sản. Bạn muốn thu hút cái gì thì bạn hãy viết xuống hoặc nói ra cái điều đó. Tôi là thỏi nam châm thu hút tiền. Tôi là thỏi nam châm thu hút may mắn, hạnh phúc, sức khỏe, thành công, giàu có, thịnh vượng. Và ngay lúc đó, bạn hãy hình dung, tưởng tượng bạn trở thành một thỏi nam châm thu hút tất cả những cái điều mà bạn mong muốn. Câu số 5. Tôi chấp nhận và tuân theo sự sắp xếp của vũ trụ và đấng sáng tạo. Tôi tin tưởng vũ trụ gửi cho tôi những thứ thuộc về tôi vào những thời điểm thích hợp nhất. Và khi bạn nói câu nói này, bạn đang phát ra một cái tần số năng lượng, đó chính là sự tin tưởng tuyệt đối. Và khi bạn có niềm tin tưởng tuyệt đối, nghĩa là bạn đang hòa hợp với năng lượng của vũ trụ, hòa hợp với những cái điều mà bạn mong muốn. Và những cái điều mà bạn mong muốn sẽ đến một cách tuyệt vời nhất, bằng một con đường nhanh nhất, ngắn nhất và dễ dàng nhất. Hãy cam kết với chính bản thân của mình, đọc 5 câu nói phép màu này vào mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối, ít nhất là 5 lần một ngày. Phép màu sẽ xảy ra với tất cả các anh chị. Hãy comment kết quả ở phía dưới video của Thủy nha. Và hãy follow kênh của Thủy để biết được nhiều bí kíp ứng dụng luật hấp dẫn vô cùng hiệu quả.